Mời mọi người một ly trà hoa nha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình kể tích truyện pháp cú của Đại Nghĩa. Hôm nay Nghĩa sẽ đọc tiếp cho quý vị nghe câu pháp cú số 347. Người đắm say ái dục, tự lao mình xuống dòng, như nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Câu chuyện của chúng ta có tên là Sắc đẹp Phù Du Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ngủ tại Trúc Lâm liên quan đến Hoàng hậu ma vợ vua tầng bà Sala Người ta nói rằng bà ma do phước báu lời nguyện dưới chân Phật padumuttara nhan sắc vô cùng lộng lẫy Nghe đồn Đức Thế Tôn thường chê trách sắc đẹp thể chất, bà tránh không gặp Phật Vua tầng bà Sala biết bà rất tự kiêu về sắc đẹp của mình nên cho người làm những bài ca tán thán trúc lâm rồi ra lệnh cho các nghệ sĩ hát các bài ca ấy khắp nơi. Nghe các bài ca, trúc lâm đối với bà thật là một nơi xa xôi nào chưa từng biết. Bà hỏi các nghệ sĩ: "Các ngươi hát về khu rừng nào thế?" Tâu hoàng hậu, chúng con hát về rừng trúc lâm của lệnh bà đấy. Tức thì hoàng hậu muốn xem trúc lâm lúc ấy đức thế tôn đang ngự trên tòa giảng pháp cho tứ chúng biết bà đến bèn hóa phép cho một cô gái tuyệt đẹp cầm quạt đứng quạt hầu phật hoàng hậu khe ma bước vào pháp đường thấy cô gái bà nghĩ thầm ta vẫn nghe nói đấng đại giác chê trách sắc đẹp thể chất mà đây lại có cô gái này đứng quạt hầu ngài ta chẳng sánh được một góc sắc đẹp cô ấy quả thực ta chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy chắc chắn người ta nói về Đức Thế Tôn không được đúng lắm. Hoàng hậu cứ dán mắt vào người đẹp, lời giảng pháp của Đức Thế Tôn chẳng lọt một tiếng vào tai bà. Phật biết bà đang chăm chú vào cô gái, liền biến người đẹp trẻ trung diễm lệ kia thành bà già lụ khụ, rồi cuối cùng chỉ còn là một túi da bọc xương. Thấy thế, hoàng hậu Khe Ma suy nghĩ, chỉ trong phút chốc thôi, một hình hài tuyệt mỹ như thế đã đi đến chết chóc hoại diệt. Quả nhiên, hình hài vật chất này không thật chút nào. Đức Thế Tôn đọc được tư tưởng bà liền bảo. Khe bà nghĩ một cách sai lầm rằng sắc đẹp thể chất là có thật. Bà hãy xem cái không thật của nó kìa. Ngài nói kệ, bà Khe có thấy mớ duyên hợp kia không? Đầy bệnh hoạn thối ung, đồ bất tịnh dơ xấu. Từng phút giây rỉ chảy, chỉ những kẻ ngu si mới đắm say thứ ấy. Nghe xong, Hoàng hậu Khe Ma đắc quả dự lưu, Đức Thế Tôn bảo bà, Này Khe Ma, chúng sanh trong thế gian này đắm say ái dục, bị lòng sân hận làm hư hỏng, bị ngu si đánh lừa, do đó dính chặt trong dòng sông tham ái, không thể vượt thoát ra nổi. Và Ngài nói kệ giảng pháp, người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Khi bài pháp kết thúc, Hoàng hậu Khe Ma đắc quả A-la-hán, à hội chúng cũng được lợi lạc. Đức Phật bảo vua tần bà Sala, đại vương, bà Khe Ma giờ hoặc phải xa rời thế tục hoặc phải nhập Niết Bàn. Vua Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nhận bà ấy vào tăng đoàn khoan nhập Niết Bàn. Bà Khe Ma xuất gia và trở thành một trong những trưởng lão ni xuất sắc của tăng đoàn Đức Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nghe cái câu chuyện này cũng là một câu chuyện khá quen thuộc, cũng đã từng có lần trong Kinh Pháp Cú nhắc đến về nhân vật bà Hoàng Khe Ma này rồi, cũng như là các quý thầy cô cũng hay lấy cái câu chuyện về bà Hoàng Hậu Khe Ma này để mà giảng pháp cho hàng Phật tử. Hôm nay chúng ta nghe cái câu chuyện này nói về cái việc chấp trước vào cái vẻ ngoài, vào cái nhan sắc thì um, trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày cái việc mà ai đó có một cái vẻ ngoài ưa nhìn hoặc là nói chung là một cái ngoại hình xinh đẹp nó là một cái nhân duyên một cái phước báu mà chắc chắn rằng khi ai có được cái điều đó thì cũng đã từ nhiều đời nhiều kiếp cũng đã gây tạo những cái nhân lành để đến cái đời này chúng ta có được một cái vẻ ngoài xinh đẹp mà ai nhìn cũng mến ai ngắm cũng yêu như thế nhưng mà khi có được cái điều đó nó cũng giống như là một con dao hai lưỡi vậy đó đó là cái phước của chúng ta để chúng ta có cái vẻ ngoài xinh đẹp nhưng đó cũng là một cái điều để chúng ta dễ bám chấp vào cái vẻ ngoài của mình có những người không phải chỉ là họ ý thức về cái vẻ ngoài xinh đẹp ưa nhìn của họ đâu họ biết rất rõ cái giá trị mà họ đang sở hữu và chính vì họ thấy được cái giá trị của cái ngoại hình trong cái cuộc sống bây giờ nè cho nên họ rất là chấp vào cái bên ngoài đó và chính vì một khi chúng ta quá chấp vào cái vẻ ngoài của mình nó sẽ sinh ra rất là nhiều những cái hệ lụy khác nhau đơn giản giống như làm khi chúng ta có một cái vẻ ngoài như thế này thì chúng ta cũng sẽ cố gắng trau chuốt nó để làm sao mà cái vẻ ngoài của chúng ta nó ngày càng nó xinh tươi lúc nào nó cũng rạng rỡ với tất cả những người xung quanh để ai nhìn thấy cũng yêu mến và khi chúng ta quá chấp vào cái vẻ ngoài của mình như vậy á khi mà thời gian nó trôi đi thì không có cái gì là không thay đổi cái gì rồi cũng phải đi theo cái quy luật vô thường của nó cái vẻ ngoài của chúng ta cũng như vậy đâu có ai mà trẻ hoài đâu có ai mà đẹp mãi được rồi cũng đến một lúc nào đó cái làn da của chúng ta nó đã có những cái dấu hiệu của sự lão hóa nó bắt đầu có những cái dấu chân chim nơi khóe mắt hoặc là trên da của chúng ta bắt đầu xuất hiện những cái vết đồi mồi những cái vết nhăn mà khi chúng ta quá chấp vào cái nhan sắc của mình á, thì mỗi khi mình thấy những cái dấu hiệu như vậy, mình rất là sợ hãi, thậm chí mình rất là đau khổ nữa kia. Và có rất là nhiều người khi mà tuổi già thật sự đến với họ, họ không chấp nhận cái điều đó. Một khi chúng ta đã không chấp nhận sự thật là rồi mình cũng đã già, thì chúng ta sẽ làm rất nhiều cách để chúng ta níu giữ, chúng ta bấu víu vào cái tuổi thanh xuân của mình vào cái vẻ ngoài của mình và khi chúng ta lúc nào cũng nghĩ và chấp vào cái vẻ ngoài đó thì chúng ta sẽ không bao giờ sống được những cái ngày tháng bình yên lúc nào chúng ta cũng sẽ xăm soi mình trước gương để mình coi coi hôm nay có thêm sợi tóc bạc nào không hôm nay có thêm một cái vết nhăn nào không và chúng ta sẽ dùng mọi cách để giữ gìn cái vẻ đẹp đó của mình thì đó là cái chung của chúng ta ngay trong cái đời sống hiện tại này mà bất cứ vào cái thời nào cũng như thế một khi ai đã sở hữu một cái nhan sắc chúng ta có thể xem như đó là một trong những cái công cụ để giúp chúng ta có được những cái sự may mắn và kể cả cái sự thành công trong cuộc sống ai rồi cũng sẽ chấp vào những cái điều như thế nếu chúng ta không phải là những cái người mà học Phật chúng ta không có những cái sự quán chiếu một cách nó rõ ràng chính xác về vô thường về sự sinh diệt về sự thay đổi của tất cả vạn vật thì chúng ta sẽ là người đau khổ vậy thì trong cái câu chuyện ngày hôm nay mình nghe kể về một bà hoàng hậu của vua Tần bà Sala bà tên là Khema bà sở hữu một cái nhan sắc tuyệt trần vô cùng lộng lẫy là bởi vì phước báu lời nguyện dưới chân Phật Padumuttara tức là ở cái đời của Phật Padumuttara bà đã làm được những cái việc phước thiện rất là to lớn và khi bà quỳ dưới chân Phật bà hồi hướng cái công đức bà phát nguyện á thì bà nguyện cho là ở những đời sau bà sẽ có được một cái nhan sắc lộng lẫy mà ai ngắm nhìn cũng yêu mến và vì cái phước báu cho nên là ở cái đời này khi bà sinh ra bà được làm một bà hoàng hậu với nhan sắc tuyệt trần lộng lẫy như thế và chính vì bà biết rằng mình sở hữu một cái nhan sắc xinh đẹp như vậy cho nên bà rất là tự hào về cái vẻ ngoài mà mình đang có mình đang sở hữu và khi bà biết rằng Thế Tôn là cái người mà thường hay chia trách sắc đẹp thể chất, bà tránh bà không gặp Phật. Bởi vì bà biết rằng nếu như gặp Phật thì có khi bà sẽ nghe những cái điều mà bà cảm thấy không có thuận tai lắm. Thế Tôn thường hay giảng về vô thường, về cái sự sinh diệt, kể cả cái thân xác này của chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi cái quy luật đó. Thế Tôn sẽ giảng về sinh lão bệnh tử, về những cái nỗi khổ của chúng sinh mà một trong những cái điều đó chính là ai trong chúng ta cũng được sinh ra lớn lên và dần dần rồi cũng sẽ già đi cơ thể sẽ đau yếu sẽ bệnh tật và cuối cùng là cái gì là cái chết thì khi một cái người mà lúc nào cũng tự hào về cái nhan sắc của mình họ sẽ không muốn bất kỳ một ai nói về cái cái viễn cảnh mà họ không trông chờ ấy Bây giờ mình đang có một cái vẻ ngoài lộng lẫy như thế này Mà bây giờ ai đó đến nói với mình rằng Rồi 5 năm, 10 năm nữa bạn cũng sẽ già đi Kìa, hình như cái khóe mắt bạc đã bắt đầu xuất hiện cái dấu chân chim rồi kìa Hình như trên mái tóc của bạn đã bắt đầu có một hai sợi tóc bạc rồi kìa Mình rất là sợ khi mà nghe ai đó nói đến những cái điều tương tự như vậy Nghĩa cũng có những người quen, những người bạn bè, những người đồng nghiệp của mình nè vốn những cái người mà làm về cái ngành nghệ thuật này á, cái ngoại hình nó là một trong những cái cái điều mà giúp cho mình dễ dàng gặp được nhiều cơ hội hoặc là mình thành công trong cái công việc này. Nhưng mà khi mình ý thức về cái điều đó, mình chấp mình bám vào cái điều đó nó nhiều á thì mình sẽ rất sợ ai đó nói về cái chuyện tuổi tác của mình. Cho nên mọi người hay nói với nhau á là nghệ sĩ là không có tuổi đừng bao giờ gọi nghệ sĩ bằng cô bằng chú bằng bác mà hãy luôn gọi họ bằng chị hoặc là bằng anh đó thì bởi vì nghệ sĩ luôn luôn có một cái tâm hồn tươi trẻ và kể cả cái vẻ ngoài cũng như vậy có thể là do biết cách chăm sóc biết cách giữ gìn á cho nên là cái vẻ ngoài của những người làm nghệ thuật thường sẽ trẻ lâu hơn so với những người làm ở những cái ngành nghề khác nhưng mà dù cho mình cố gắng mình duy trì mình bảo tồn nó như thế nào đi chăng nữa thì rồi cũng phải đến lúc mình già đi kể cả bây giờ mình có can thiệp bằng cách là mình sử dụng nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền nè hoặc là mình đi chăm sóc da ở những cái spa hoặc là với những cái người lớn tuổi hơn một chút họ còn can thiệp thẩm mỹ bằng dao kéo nữa kia họ kéo họ căng rồi họ tiêm họ chích những cái loại hóa chất vào để giữ cho cái làn da của mình á nó không có bị nhăn nó không có bị trùng nó không bị chảy xệ nhưng mà cho dù tất cả những cái phương pháp mà chúng ta sử dụng để can thiệp vào thì nó cũng chỉ trong một cái giới hạn trong một cái chừng mực nào đó thôi chứ không thể nào là kéo dài mãi mãi được. Có những diễn viên nổi tiếng trên thế giới luôn á mà chúng ta vẫn hay gọi là à, sắc đẹp vượt thời gian hoặc là chúng ta gọi là biểu tượng của nhan sắc nhưng mà rồi thế nào rồi cũng đến lúc chúng ta nhìn thấy họ già đi. Mặc dù với những cái người như vậy á, thì hơn ai hết họ biết cách giữ gìn cái nhan sắc của mình và không phải chỉ riêng một mình họ đâu họ có cả một ekip những cái người xung quanh mình giúp cho mình lúc nào cũng tươi tắn lúc nào cũng rạng rỡ xinh đẹp phải có riêng những cái người mà chăm sóc về sức khỏe những cái người mà chỉ chuyên soi da chăm sóc da dưỡng da cho họ mỗi ngày một tuần họ sẽ đến spa bao nhiêu ngày hoặc là họ chăm sóc ngay tại nhà với rất nhiều những cái loại mỹ phẩm đắt tiền và chưa kể còn có cả một cái ekip xung quanh để trang điểm để trau chuốt cho cái vẻ ngoài đó che đi những cái khiếm khuyết của thời gian lúc nào cũng xinh tươi và rạng rỡ cho dù là những cái ngôi sao nổi tiếng thế giới những cái người được xem như là biểu tượng của nhan sắc thì có phải là họ mãi như thế không trừ khi vì một cái lý do gì đó họ mất đi ngay cái độ tuổi thanh xuân cái độ tuổi rực rỡ nhất của đời người thì lúc đó cái hình ảnh xinh đẹp của họ đó nó cứ mãi tồn tại trong tâm trí của tất cả mọi người chứ nếu như bây giờ mà họ vẫn còn sống á, thì thời gian cũng sẽ tác động đến cái vẻ ngoài đó của họ thì đó là cái điều hiển nhiên nếu như chúng ta là cái người mà biết đó là quy luật vô thường chúng ta sẽ không quá đau khổ khi chúng ta nhìn thấy cái vẻ ngoài của mình nó không còn được như trước kia nữa thì chính vì vậy cái bà Hoàng Khê Ma này không có muốn gặp Đức Phật là như thế gặp phật là thế nào một lát nữa phật cũng sẽ nói về vô thường về cái sự sinh già bệnh chết về cái sự thay đổi của diện mạo con người thì chính vì thế bà không muốn gặp phật vua tần bà sa la thì hiểu rất rõ người vợ của mình biết rằng bà tự kiêu về sắc đẹp cho nên là vua cố tình cho những cái người làm ra những cái bài ca tán thán trúc lâm Tán tháng cái khu rừng ấy, tán tháng cái tinh xá mà nơi Đức Phật thường ngữ. Rồi ra lệnh cho các nghệ sĩ hát cái bài hát ấy khắp nơi. Bởi vì bà hoàng hậu không muốn nói về Phật, không muốn nói về tăng đoàn. Thì bây giờ dùng âm nhạc khi tự nhiên nghe một cái bài hát gì đó hay quá. Rồi cái lời bài hát miêu tả về một cái nơi mà mình thấy yên tĩnh quá, đẹp quá, an lạc quá. Thì gợi lên trong bà một cái sự tò mò, một cái sự thắc mắc. Bà mới hỏi các ngươi hát về khu rừng nào thế thì những người nghệ sĩ kia mới nói dạ thưa hoàng hậu chúng con hát về rừng trúc lâm lúc này bà mới xin cái tâm là muốn đến trúc lâm thử xem sao chỉ vì nghe trúc lâm đẹp lắm thông qua lời của những bài hát đó cho nên là bà tò mò bà muốn đến cái nơi mà xinh đẹp ấy coi nó như thế nào Lúc đó thì Đức Phật đang ngự ở trên tòa giảng pháp cho tí chúng, biết rằng hôm nay bà Hoàng Khê Ma sẽ đến. Nên Đức Phật mới hiện thần thông, hóa phép ra đứng bên cạnh mình là một cô gái tuyệt đẹp đang cầm cái quạt đứng quạt hầu cho Phật. Khi hoàng hậu Khe Ma bước vào pháp đường, thấy cô gái bà cũng giật mình. Bà nghĩ, ủa, nào giờ là nghe Đức Phật chê trách sắc đẹp thể chất. Sao tự nhiên bữa nay bên cạnh Đức Phật lại có một cô gái xinh đẹp như thế, đứng quạt hầu ngài mà cái cô gái này đẹp đến cái mức mà bà Hoàng này cảm thấy cái nhan sắc của mình không thể nào bì kịp so với cái cô gái đang cầm quạt hầu thế tôn kia. Bà mới nghĩ chắc là người ta nói về Đức Phật chưa có chính xác lắm, chưa đúng lắm. Rõ ràng là bên cạnh Đức Phật có một người đẹp như vậy mà. Tại sao người ta cứ nói rằng Đức Phật là cái người mà hay chê trách về sắc đẹp thể chất. Và chính vì cái nhan sắc của cái cô gái đang cầm quạt đó quá đẹp, quá lộng lẫy bà hoàng khi ma cảm nhận rằng cô ta còn đẹp hơn mình đó mà nên tự nhiên bị thu hút khi chúng ta quan tâm đến một cái điều gì thì tự nhiên mình sẽ dễ bị thu hút bởi những cái sự việc hoặc là những cái đối tượng nó liên quan tới những cái điều mà mình quan tâm ví dụ nếu như mà ai đó uh, hoặc là mặc cảm cái lỗ mũi của mình chẳng hạn tự nhiên thấy hình như cái mũi mình nó không có đẹp lắm cái mũi mình nó hơi thấp thì khi người đó gặp bất cứ ai trong cái sinh hoạt hàng ngày nè cái điều đầu tiên mà họ chú ý trên gương mặt của người đối diện á là cái lỗ mũi cái mũi người này sao đẹp dữ vậy ta không biết là mũi tự nhiên hay mũi sữa còn nếu như đây là mũi sữa thì họ sữa ở đâu mà đẹp đến như vậy bao nhiêu tiền đó là cái điều họ quan tâm đầu tiên hoặc là đôi mắt cũng như vậy có những người tự nhiên mình có một cái đôi mắt đẹp đôi mắt hai mí to tròn mắt nai mơ màng vậy đó và đó cũng sẽ là cái chi tiết đầu tiên mà họ chú ý trên gương mặt của người đối diện ừ cái người này mắc xấu hơn mình người này mắc mí lo người kia ừ, mắt một mí à cái người này hình như cái đôi mắt đẹp hơn mình luôn nè lông mi cong vút nè đôi mắt trong veo nè tự nhiên bị tập trung chú ý vào cái đôi mắt đó nó là cái đối tượng mà mình quan tâm á cho nên lúc nào mình cũng sẽ chú ý tới cái điều như thế thì hoàng hậu Khema ma cũng y như vậy bà tự kêu về sắc đẹp bà quan tâm về cái vẻ ngoài của mình nhiều lắm nên khi nhìn thấy một cái cô gái mà xinh đẹp còn hơn cả mình nữa thì bà không còn biết cái gì xung quanh nữa bà chỉ tập trung bà nhìn vào cái cô gái đang đứng hầu phật mà thôi lời phật nói cái gì là như gió thoảng mây bay nó không có rơi vào tai nó không có động vào trong tâm bà được một chút nào cả tất cả mọi sự chú ý của bà chỉ đổ dồn vào cái cô gái đó mà thôi và khi đức phật biết tâm ý của bà như vậy một lần nữa phật lại hóa hiện thần thông làm cho cái cô gái đang đứng quạt hầu kế bên nè tự nhiên trưởng thành hơn cái gương mặt bắt đầu chín chắn hơn chững chạc hơn rồi từ từ già dặn hơn và dần dần trở thành một người phụ nữ trung niên rồi trở thành một lão bà rồi già lụm cụm lụm cụm cho đến khi tự nhiên ngã lăn ra chết và cái xác của cô gái đó phân hủy ra rồi trở thành một cái đống xương khô và cuối cùng hóa thành tro bụi bay theo cơn gió trong cái câu chuyện này thì kể về cái việc ấy không rõ lắm, nhưng mà nghĩa nhớ về cái câu chuyện này cũng như là mình đã từng đọc qua, cho nên là mình biết rõ nó là như vậy, không phải chỉ là một tích tắc là cái cô gái kia biến thành lão bà và ngã lăn ra chết không có. Khi mà hoàng hậu quan sát cô gái này nè, ban đầu cô ấy giống như chừng mới có 16, 17 tuổi thôi. Nhìn một hơi tự nhiên thấy cổ, ủa, hình như lớn hơn. Cổ này chắc cũng cỡ 20 tuổi rồi nè. Rồi một chút nữa, tự nhiên ủa, hình như hơn chút nữa cỡ 25 tuổi nè rồi 30 tuổi nè rồi 40 50 nó cứ đi dần 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 và hoàng hậu càng lúc lại càng bị cuốn vào cái quá trình mà lớn lên trưởng thành rồi già đi cho đến lúc chết và tất cả trở thành tro bụi bay theo cơn gió thì chính cái sự thay đổi từ một cô thiếu nữ 16 17 tuổi cho đến khi không còn gì cả làm chấn động tâm can của bà Khema bình thường bà ít khi nào bà nghĩ đến cái chuyện làm mình rồi sẽ già đi lắm bà không muốn nghĩ đến và bà cũng không thích khi ai nói đến cái điều đó bởi vì mình chấp vào cái nhan sắc của mình mà mình không muốn thậm chí nhìn vào trong gương thấy trên tóc mình mà có một cái sợi bạc đi chăng nữa là bức nhổ liền giấu đi liền gương mặt mình có một nếp nhăn nào đó lập tức tìm cách này cách khác để xóa đi cái vết nhăn đó vậy thì khi mà mình được trực tiếp mình chứng kiến cái sự thay đổi của một con người từ lúc trẻ cho đến lúc già và kể cả đến lúc chết nó như một cái cuốn phim vậy đó nó tua nhanh để mình nhìn thấy cái diễn tiến của cái quá trình lão hóa và chết đi ấy nó thật sự là một cái cơn địa chấn trong lòng của bà Khema nào giờ không dám nghe không dám nghĩ đến giờ tự nhiên bị nhìn thấy tận mắt luôn làm cho tâm can của bà sao động liền Thế Tôn đọc được tư tưởng đó của bà và Thế Tôn mới nói bà nghĩ một cách sai lầm rằng sắc đẹp thể chất là có thật. Bà hãy xem cái không thật của nó kìa. Luôn luôn chúng ta nghĩ rằng tất cả những cái gì thuộc về bản thân mình nè, nó là thật. Cái thân xác này là thật, cái gương mặt này là thật, cái mái tóc này là thật. Tất cả mọi cái mình luôn luôn tin rằng nó có thật là bởi vì thật sự nó vẫn đang hiện hữu trên cuộc đời này mà. Mỗi ngày mình vẫn ăn uống, mình vẫn đi làm, mình vẫn sinh hoạt, mình vẫn trang điểm, mình vẫn trau chuốt tất cả mọi cái. Mình thấy nó rất thật, nhưng Đức Phật á chỉ cho chúng ta nhìn ở cái sâu xa hơn, nhìn những cái mà đúng với cái bản chất của nó đó là không thật. Đức Phật nói nè, bà Khe Ma có thấy cái mớ duyên hợp kia không? Cái duyên hợp là cái gì? Cái thân xác này của chúng ta nè, nó không phải là ta. Nó không phải là của ta, nó là một cái sự kết hợp của những nhân duyên để tạo thành cha mẹ gặp nhau lấy nhau đó là nhân duyên. Họ sinh ra ta, tinh cha huyết mẹ mới tạo thành ta. Ta từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành như thế này đã trải qua cái sự chăm sóc bú mớm rồi của bao nhiêu người cho chúng ta mới có được một cái thể chất như ngày hôm nay, mới có được một cái tinh thần, một cái trí tuệ như ngày hôm nay, hoàn toàn có cái gì là của ta không? khi chúng ta soi kỹ về cái điều đó đó mình chỉ thấy nó là một cái sự nhân duyên giả hợp tạo thành mà thôi chứ nó không có một cái gì thật sự gọi là ta cả bởi vì nếu như bây giờ mình nói cái này là của mình nè một khi cái thân này thật sự là của mình thì mình phải có quyền với nó chứ mình phải có quyền nói rằng nó không được già đi nó không được quyền bệnh và nó không được quyền chết nếu như nó là sở hữu của mình đằng này mình có làm được cái điều đó đâu. Hoàn toàn mình không sở hữu được nó. Nó chỉ là nhiều nhân duyên hợp lại mà thành. Hết duyên thì tất cả những cái này nó tan rã thế thôi. Thân tứ đại trở về lại cho đất nước gió lửa thế thôi. Nếu chúng ta quán chiếu về điều đó, chúng ta hiểu sâu sắc và tường tận về điều đó đó, thì mình sẽ bớt đi cái tâm bám chấp vào cái vẻ ngoài của mình. Bà Khe Ma có thấy mớ duyên hợp kia không? Đầy bệnh hoạn, thối ung, đồ bất tình dơ xấu từng phút giây rỉ chảy tức là trong cái cơ thể của mình Nhưng nhớ nghe cũng đã từng nói trong một cái số cách đây vài ngày thân thể của chúng ta nó chỉ như là một cái lớp vỏ bọc thôi một cái lớp da được bao phủ bên ngoài rồi chúng ta đắp lên nó những quần áo rồi những trang sức những phụ kiện tô son điểm phấn thêm cho nó tươi tắn rạng rỡ chứ thật ra bên trong nó là cái gì là bao nhiêu cái chất nhầy nhớt dơ bẩn ô uế thì khi chúng ta nhìn rõ được cái điều như vậy đó mình sẽ cảm thấy nhàm chán và nhờm gớm cái thân này của mình chúng ta là người cư sĩ chúng ta nghĩ chúng ta quán chiếu về cái điều đó đó không phải là để chúng ta buông bỏ cho cái tấm thân này luôn đừng nghĩ là khi chúng ta quán chiếu được cái điều đó một cách sâu sắc rồi chúng ta cứ bỏ phế cái thân này thôi chẳng cần phải tắm rửa làm gì đằng nào bên trong nó cũng là những cái thứ ô uế thì bên ngoài mình cứ để cho nó dơ một chút có sao đâu thôi thì chẳng cần phải ăn mặc cho đàng hoàng có cái gì cũng được đầu tóc thì cái bù xù mặt mũi tèm lem tuốt luốc không được cái đó không phải là một cái suy nghĩ đúng đắn chúng ta hiểu về cái gọi là cái thân này giống như là một cái đẩy da hôi thối biết nó một cách chính xác đúng với cái bản chất của nó để mình không bám chấp vào nó thôi chứ không có nghĩa là mình buông cho nó để nó trở thành một cái gì đó không được chăm sóc rồi nó dơ bẩn nó hôi hám không phải kể cả ngày xưa cũng như vậy thời đức phật cũng như thế đức phật hay là các vị tỳ kheo trong tăng đoàn là cái người mà cũng hiểu rất rõ về cái điều này nhưng điều đó không có nghĩa là đức phật hay là các vị tỳ kheo khác không có tắm không có giặt giũ không có vệ sinh cá nhân không phải là như thế vẫn chăm sóc cho nó bởi vì sao cái thân của mình á nó là một cái phương tiện cái phương tiện để mình tu, để mình học, để mình làm được những cái điều có ích cho cuộc đời này. Nếu như mình sử dụng nó là một cái phương tiện, thì mình cần phải sao? Đánh bóng nó, lau chùi nó, để mình sử dụng nó một cách tốt nhất. Giống như cái xe của mình cũng vậy. Nó là một phương tiện để giúp mình đi lại, thì mình cũng cần phải đổ xăng cho nó, châm dầu nhớt cho nó, rồi phải rửa nó cho nó sạch sẽ, cho nó sáng bóng. Nó phục vụ cho cái công việc của mình thì mình cũng cần phải chăm sóc cái bản thân cái cơ thể của mình như thế, chỉ là chúng ta không quá chấp vào nó thôi. Như ví dụ trở lại câu chuyện của cái xe. Khi mình xem nó là một cái phương tiện nha. Nó chỉ là một cái phương tiện để phục vụ cho công việc của mình thôi á thì khi mình đi ra ngoài đường á nếu vô tình lỡ có những cái sự mà va quẹt, đụng chạm làm cho nó trầy xước chút đỉnh sơ sơ bị nó móp méo chỗ này chỗ kia một chút thì mình cũng thấy ừ thì thôi cái đó là cái điều chẳng ai muốn cả dầu sao nó cũng chỉ là một cái xe thôi thì bây giờ lỡ trầy xước móp méo một chút vậy á mang vô hãng cho anh ta sửa lại người ta sơn lại rồi mình lại chạy tiếp nếu như mình xem nó là một cái phương tiện thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng lắm bởi vì nghĩa đã từng thấy có rất là nhiều người khi họ không nghĩ cái xe là cái phương tiện mà họ nghĩ cái xe là chính họ luôn á họ yêu họ quý họ chấp vào chiếc xe như chính bản thân của họ vậy cái xe đi ra đường chỉ cần mà nó văng một chút sình lên thì họ cũng không thể nào chịu nổi họ về họ phải lau chùa liền lập tức cho nó sáng bóng lỡ như vô tình đi ngoài đường mà ai va quẹt đụng chạm nó xước một vết nhỏ thôi là không yên với họ mặc dù nghe nói chứ ủa khi mình mua xe cũng đã có bảo hiểm lỡ có trầy xước thì bảo hiểm ta cũng lo cho mình chứ không phải mình là cái người mà trực tiếp bỏ tiền túi ra để sửa chữa cho những cái lỗi đó đâu tại sao mình lại cứ hung dữ với nhau khi mà vô tình có những cái sự va chạm như thế thật ra không ai muốn cái sự va chạm cọ quẹt đó cả vì một sự cố vì sự vô tình nào đó mà dẫn đến cái chuyện là cái xe mình nó móp một chút đỉnh nó trầy một chút đỉnh thì thôi mình hãy về mình sửa sang lại nó còn nếu không á mình xem nó như là mình nè trời ơi nó trầy một cái, mình cảm giác giống như mình tróc da, mình nứt thịt vậy đó mình đau đớn hoặc là khi mình quá bám chấp vào cái phương tiện đó đó mình lúc nào mình cũng chăm chút cho nó từng ly từng tí, ai mà lên cái xe của mình ngồi một cái là mình cũng phải nhắc tới nhắc lui, ngồi dở cái chân lên, nhớ phủi cái đôi dép trước khi bước lên xe, ngồi đừng có nhúng quá cái ghế nó bị móp xuống, nó bị lúng xuống từng chút một như vậy đó, nghĩa là từng gặp những cái người như thế cho nên mình thấy rằng à đối với họ cái xe nó không còn là phương tiện nữa mà cái xe nó quý như chính cái sinh mạng của họ vậy đó. Và một khi chúng ta mà bám chấp vào những cái điều như vậy á thì ai là người mệt, ai là người khổ? Mình nè, mình là cái người đầu tiên mệt mỏi vì cái chuyện đó. Trở lại với cái câu chuyện vẻ ngoài của chúng ta cũng như thế. Khi mình biết rằng đây là một cái phương tiện để mình làm việc thì mình giữ gìn cho nó sạch sẽ, tươm tất, thơm tho đi ra ngoài mình gặp gỡ người này người kia người ta trò chuyện với mình á không đến nỗi người ta phải bịt mũi và đó cũng là một trong những cái phép lịch sự trong giao tiếp trong công việc hàng ngày nhưng mình không quá bám chấp vào cái vẻ ngoài này của mình mặc dù mình vẫn chăm sóc nó nha à tối về vẫn tắm rửa sạch sẽ vẫn có thể sử dụng các loại kem dưỡng da body các kiểu để mình giữ gìn cho nó nhưng lỡ như đến một ngày nào đó khi mình thấy cái khóe mắt của mình á cái đuôi mắt nè có những cái nếp nhăn khóe miệng nè có nếp nhăn ở ngay giữa trán này cũng có nếp nhăn mình không quá sợ hãi mình không quá cuốn cuồng để mà mình tìm cách làm sao để mà che lấp hết tất cả cái dấu vết của thời gian này đi mình vẫn làm trong cái chừng mực trong cái khả năng của mình cái tóc của mình nè bây giờ mình thấy nó điểm bạc đúng không bạc nhiều quá nữa thì mình có thể mình đi nhuộm tóc đến chi để phục vụ cho cái công việc của mình nó phù hợp với cái công việc mà mình đang làm điều đó hoàn toàn bình thường chả có gì sai trái cả còn khi mình nói đó thấy tóc bạc trời ơi bây giờ làm sao đây rồi chết rồi chết rồi thời gian qua giờ tôi già rồi hồi trước tôi mới chừng có mười mấy hai mươi chưa bao giờ mà tôi nghĩ rằng có một ngày tóc tôi sẽ bạc như thế bây giờ tôi bốn mấy năm mươi rồi trời ơi làm sao đây mình sợ hãi như vậy cái tâm mình nó bất an vô cùng luôn rồi nếu như đến một ngày nữa cái thân mình nó thật sự nó già nó bệnh Lúc đó mình lại sẽ càng đau khổ hơn Mình không chấp nhận được cái chuyện Thân mình, cái cơ thể của mình Nó đã suy yếu Một cái cổ máy Làm việc mấy mươi năm Dù cho mình có chăm dầu nhớt đầy đủ Dù cho mình có lau chùi sáng bóng Đến đâu đi chăng nữa Thì rồi đến lúc cái cổ máy đó Nó cũng phải rượu rã chứ Chứ làm sao mà nói rằng là bây giờ Vì tôi chăm sóc nó tốt như vậy Nên nó không được quyền hư hỏng Chiếc xe mình chạy đó mình vẫn đổ xăng chăm nhớt đều đều đó mình vẫn rửa xe đều đều đó nhưng đến lúc nó hư là nó phải hư thôi nó hư từ bên trong nó hư ra thì mình cũng như vậy mình ăn uống cũng đầy đủ nè mình tập luyện thể dục thể thao cũng đầy đủ nè sống điều độ nè rồi chăm chút cho nó nè gội đầu tắm rửa hàng ngày nè chăm sóc da hàng ngày nè cắt móng tay móng chân nè kia đầy đủ nè nhưng mà rồi sao nó vẫn sẽ bệnh và những cái bệnh nó cũng từ bên trong nó ra mình phải hiểu để mà chấp nhận đó bởi vì đó chính là quy luật không thể nào khác đi được không thể nào có một cái phương cách gì mà làm cho mình cứ trẻ mãi trẻ hoài một trăm tuổi mà mình cứ đòi như hai mươi, nó một trăm chia cho xa xôi cỡ năm mươi tuổi nè mà bây giờ mình cứ đòi mình phải mơn mởn như một người 16, 17 tuổi thì làm sao được đúng không? Nó hoàn toàn nó không đúng với quy luật của tự nhiên. Mà một khi những cái gì mà nó trái với quy luật, mình cố tình mình chống chế, mình cưỡng lại nó đó, có được không? Không được. Mà đau khổ là ai đau khổ? Mình đau khổ. Còn nếu như mình chấp nhận rồi đến lúc tôi sẽ phải già thì mình sẽ vui với cái điều đó. Tuổi trẻ có cái đẹp của tuổi trẻ, tuổi già có cái đẹp của tuổi già. Một người năm mấy sáu chục tuổi bây giờ không thể nào đòi họ phải có một cái thân hình đẹp đẽ săn chắc cường tráng như những người hai mươi. Da họ cũng vậy, không thể nào mà đòi hỏi da họ phải căng bóng mịn màng như một người hai mươi. Và nếu chúng ta hiểu và chúng ta chấp nhận điều đó đó, à tôi năm mươi tuổi nè, da tôi nó có nhăn chút nè, nhưng tôi vẫn vui vẻ. Và chính cái sự vui vẻ, cái sự mà bình an trong tâm hồn của mình ấy, nó làm cho mình đẹp ra. Bởi vì sao? Cái thần sắc của mình á nó tươi tỉnh. Cái nội tâm của mình nó an lạc và nó toát ra nó thể hiện ngay trên gương mặt của mình, ngay trong cánh mắt của mình. Còn khi mình không chịu, mình không chấp nhận cái chuyện đó trong tâm mình, lúc nào cũng lo lắng, đau khổ thì tự nhiên cái thần sắc của mình nó toát ra bên ngoài nó trở nên u ám, ảm đạm và như vậy nhìn mình còn già hơn, nhìn mình còn xấu hơn nữa kia, phải hiểu điều đó để chúng ta đối diện với nó một cách nhẹ nhàng nhất. Đức Phật mới nói nè, chỉ những kẻ ngu si mới đắm say thứ ấy đó giống như những gì mà nãy giờ nghĩ chia sẻ đó chúng ta hãy xem cái xe hay cái nhà là cái phương tiện cái thân này cũng là cái phương tiện để chúng ta học tập chúng ta làm việc chúng ta tu chúng ta giúp đỡ những người xung quanh làm được những cái điều giá trị cho cuộc đời này chứ chúng ta không đắm say nó cái xe thì nó chỉ là cái xe giúp mình đi lại cái nhà nó cũng chỉ là cái nhà giúp mình che nắng che mưa cái thân này nó cũng chỉ là cái thân để cho mình hàng ngày mình đi làm việc mình làm được nhiều điều có ích chứ không phải là mình quá đắm say và nó cố chấp nó mọi người có từng nghe qua những cái người mà gọi là cái bệnh mà tự luyến chứ tự luyến tức là tự yêu bản thân mình đó ngắm mình mỗi ngày trong gương không biết bao nhiêu lần trời ơi, mình đẹp quá mình xinh quá mình tuyệt vời quá và cứ yêu mình như thế và nếu như các bạn gặp được những cái người đó rồi đó khi mà tiếp xúc với họ một khoảng thời gian đủ lâu mình sẽ thấy họ không yêu một ai khác ngoài chính bản thân của mình mặc dù có khi họ cũng là người có gia đình nha hoặc là nếu như chưa lập gia đình thì cũng có người yêu chứ không phải nói cái người như vậy là một cái người hoàn toàn không có ai bên cạnh một người độc thân không có vẫn có người yêu bên cạnh nè vẫn có vợ con nè chồng con bên cạnh nè nhưng khi chúng ta tiếp xúc với họ đủ lâu mình mới nhận ra một cái điều rằng hình như họ không có yêu những cái người xung quanh bằng chính bản thân của họ cái gì cũng sẽ là bản thân của họ được ưu tiên trước cái gì họ cũng nghĩ về quyền lợi của họ trước bởi vì sao họ nghĩ rằng họ xứng đáng bởi vì họ thấy rằng họ đẹp họ thấy rằng họ tài năng họ xứng đáng được hưởng hết tất cả những cái gì gọi là ưu thế là quyền lợi trên cái thế gian này người thân xếp thứ hai thứ ba đi những cái người đó đó thì ban đầu khi mình gặp có lẽ mình cũng chưa nhận ra ngay đâu chỉ khi một thời gian chúng ta tiếp xúc đủ để chúng ta có thể hiểu chúng ta sẽ dần dần nhận ra những cái điều như thế thì đó khi chúng ta quá yêu bản thân mình đắm say bản thân mình chấp vào những cái gì mà mình đang có mà trước tiên nó là cái ngoại hình này thì mình sẽ là một cái người mà tự luyến tự yêu bản thân mình hơn bất cứ thứ gì trên cái thế gian này thì với đức phật cái người như vậy không phải là người trí bởi vì người trí thì sẽ cắt trừ nó bỏ mọi khổ không màng cắt trừ tức là cắt trừ cái tâm mà ái luyến đắm say chính cái bản thân của mình ở trong câu chuyện này thì đang nói về cái vẻ ngoài cái nhan sắc nhưng bản thân nghĩ nghĩ cái sự ái luyến đắm say mình nó không phải chỉ là cái vẻ ngoài không thôi mà chúng ta sẽ đắm say một cái điều gì đó mà mình thấy mình vượt trội hơn so với những người xung quanh mình sẽ chấp vào cái điều đó dữ lắm ai mà học giỏi mình sẽ chấp vào cái chuyện học giỏi ai mà có một cái năng khiếu ca hát hay là đàn hay là một cái gì đó thì tự nhiên mình sẽ chấp vào cái điều mà mình đang có đó một khi cái điều đó vì một cái lý do gì đó nó lỡ nó bị hư hao nó bị mất đi đau khổ vô cùng và nếu như chúng ta không cắt trừ được cái tâm tham đắm vào cái điều đó Mặc dù nó là nằm trong chính bản thân của mình Thì mình sẽ đau khổ Người trí thì sẽ cắt trừ nó bỏ mọi khổ không màng Tôi có một cái vẻ ngoài ưa nhìn đúng không? Đó là phước của tôi từ kiếp trước Nhưng nếu như đến một lúc nào đó Tôi phải già đi, tôi chấp nhận, tôi già đi Chứ tôi không màng tới cái chuyện là thanh xuân tôi đã từng như thế nào Tôi không bị đau đớn tôi không bị tiếc nuối về cái ngày trẻ của tôi tôi đã từng là một hoa khôi tôi đã từng là một hoa hậu tôi đã từng là một soái ca một nam thần nào đó vậy mà bây giờ tôi đã trở thành một cái người già thậm chí là người già yếu lụm cụm khi mình không chấp mình không màng về những cái điều đó đó mình sẽ bình an trong từng khoảnh khắc của mình khi mình trẻ mình còn khỏe mình còn đẹp mình còn tươi như thế này nè mình cũng biết rõ điều đó để mình bình an với những cái mà mình đang có nhưng lỡ ngày mai tất cả những cái gì mà mình đang có ngày hôm nay nó không còn nữa hoặc là nó chỉ bị hư hao đi một phần nào đó, mình cũng sẽ bình an và mình chấp nhận à dĩ nhiên nó sẽ phải là như thế. Nếu như chúng ta hiểu được cái điều đó thì mình sẽ cảm thấy rất là bình an. Khi bài pháp kết thúc thì hoàng hậu Khema đắc quả A à la hán. Bà nhìn thấy cái hình ảnh của một cô thiếu nữ xinh đẹp như thế già đi và chết đi chỉ trong phút chốc bà nhìn thấy cả một cái quá trình sinh diệt của một đời người lúc đó bà mới hiểu rõ cái thân thể này nó chỉ là tạm bợ nó không hề chắc thật một chút nào cả từ đó bà giác ngộ bây giờ thì chúng ta sẽ không nhìn được những cái gọi là thần thông bởi vì chúng ta không có phật ở bên cạnh giống như là khe ma nhưng cái công nghệ hiện đại bây giờ các bạn chúng ta vẫn có thể thấy được cái điều tương tự như thế mọi người có thấy những cái clip ai mà người ta làm người ta chia sẻ trên mạng không hình ảnh một cái em bé mới sinh ra còn nằm trong nôi như thế này cái đứa bé từ từ nó lớn 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 lên thành một cái đứa trẻ rồi đứa trẻ đã lớn lên thành một thanh niên rồi từ từ là một người trưởng thành rồi là một người đàn ông trung niên rồi già đi rồi chết đi nghĩa đã từng thấy rất nhiều những cái clip như thế mà mọi người cũng hay chia sẻ trên mạng thì đó chúng ta cứ hãy nhìn vào những cái clip như vậy để mình quán chiếu về cái thân xác này của mình đi mình nhìn thấy cái sự vô thường sinh diệt như thế đi để bớt bám chấp vào những cái mà mình đang có mà cụ thể trong cái câu chuyện này đó chính là vẻ ngoài của chúng ta. Mong rằng tất cả chúng ta ai cũng sẽ có được những cái suy nghĩ, những cái sự quán niệm về bản thân của mình giống như bà Khema trong cái câu chuyện này, bớt đi một chút bám chấp vào bản thân mình là mình đã bớt đi được một phần nào của đau khổ đó là những cái cảm nhận của nghĩa trong câu chuyện ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe đã theo dõi còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của ngày mai nhé